Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở thực hành toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài ôn tập các số đến 100. Bài số 1: viết các số thích hợp vào ô trống. 30, 31. Chỗ này là 32, chỗ này nó tăng dần này, 30 tới 31 này, tăng dần. Giờ là chỗ này là 32. Rồi tới tiếp theo là 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Như vậy tăng dần, lên đây 91, như vậy tăng dần là 85, 86. Đây là 87, 88, 89, 90, 91. Đây là 92, 93, rồi 94, 95. Bài số 2: khoanh vào các số có hai chữ số. Số này có một chữ số, không phải. Số này có hai chữ số, 1, 2. Hai chữ số. 1, 2, hai chữ số. 1, 2 là có hai chữ số. 1, 2 có hai chữ số. Số 1, 2 có hai chữ số. Số 3 có một chữ số. 1, 2 hai chữ số. 1, 2 hai chữ số. 1, 2 có hai chữ số. Đó. Chú ý, ví dụ như thầy có là 08. Số này mặc dù có hai chữ số nhưng mà nó chỉ có một chữ số. Tại vì số 0 phía trước này nó không có ý nghĩa. Được không? Nó không có ý nghĩa. Chú ý cái dạng số này: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Đó là những cái số đó. Viết lại các số trên theo thứ tự là từ bé đến lớn. Rồi đây là số 1 là số bé nhất. Rồi. Tiếp theo, số 3. Rồi số này xong, số này xong. Số 3 rồi tới, chúng ta xem. Chúng ta tất cả số này chúng ta phải so sánh cái hàng chục trước. Hàng chục đây là số 2 nè, hàng chục 1 nè, 4 nè, 1 nè, 9 nè, 8 nè, 7, 8. Như vậy hàng chục 1 là hàng chục nhỏ, được không? Rồi số này xong. Rồi tới hàng, xin lỗi, có số 10 đây chị. Số 10. Rồi tới 19. Rồi như vậy xong. Như vậy là hết hàng chục 1 rồi đúng không? Tới hàng chục 2. 21. Xong. Rồi thấy hàng chục 2 chúng ta qua hàng chục 3. 4, 9. Vậy trong này không có hàng chục 3. Cái này xong, cái này xong, cái này xong. Gạch đi chứ không để chút nữa là nó nhầm lẫn. Rồi như vậy không có hàng chục 3, chúng ta qua hàng chục 4. Đây hàng chục 4 đây. 4, 4, 8. Rồi thấy hàng chục 4 là tới hàng chục 5. Trong này không có 5. Hàng chục 6. Không có, đây 9, đây 8. Hàng chục 6 tới hàng chục 7. Đây 70. Rồi thấy hàng chục 7 chúng ta qua hàng chục 8. Có 2 hàng chục 8. Đây 81, đây 84. Vậy 81 nhỏ hơn. Rồi tới 84. Rồi cuối cùng là 91. Chúng ta qua bài số 3. Viết theo mẫu, viết số 84, đây là chục là hàng 8 và đơn vị là 4, 84 hoặc là 84. Như vậy đây là hàng chục là 7, hàng chục là hàng chục 7, có này đơn vị là 8, như vậy là 7 và số 8, đọc là gì? 78, 7, 10, 8.
67. À, số 6 là chục này, số 7 này. Đó. Như vậy là 6 17. 9 là hàng chục. Rồi 9, 9 là đơn vị. Như là 99. 9 19. Chúng ta qua bài số số 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Câu A: tất cả các số có hai chữ số mà mẫu số đó có hàng chục là 5. Hàng chục là 5 có nghĩa là có hai số mà số đứng trước nó là số 5. Hay là số 50. À, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Hay 60 thì nó thành hàng chục 6 rồi. Chúng ta qua bài B: cho hai chữ số số 8 và số 9. Tất cả các số có hai chữ số gồm hai chữ số đã cho lại. Như vậy là chỉ có hai số này thôi, hai cái chữ số này thôi. Nè. Như vậy chúng ta sẽ có 89 và 918. Chỉ có hai số. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.